Chào mừng các bạn đã đến với EVL Pue 2020. Và như thường lệ, mỗi một ngày thi đấu sẽ có hai cặp trận. Và chúng ta sẽ cùng đến với cặp trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu hôm nay. Cuộc đụng độ giữa VC Gaming đối đầu với RNG. Về VC thì đây sẽ là trận thi đấu đầu tiên của họ mùa giải. Họ đánh bại Bilibili Gaming rồi. Đúng rồi, trận đấu thứ hai ở trong mùa giải hôm nay. Và RNG cũng sẽ là trận thi đấu thứ hai của họ, khi mà cả hai đội này đều có chiến thắng ở trong cái vòng đầu tiên ở EVL mùa giải hôm nay. Với một phong độ rất là tốt, đặc biệt là bên phía RNG. Đội hình của họ là một cái đội hình rất mới nha. Đội hình của RNG là một đội hình rất mới. Nhưng trước hết thì chúng ta hãy nhìn lại kết quả thi đấu vào ngày hôm qua của FNLUS cùng với Lightning. Một kết quả vô cùng bất ngờ khi mà đương kim vô địch thế giới thì thua 2-1. Đúng là như vậy. Thực ra mà nói thì phong độ hiện tại của FNLUS Phoenix nó không thực sự tốt cho lắm. Mặc dù đúng ở trong mid season vừa rồi thì bọn họ vào được trong tới trận chung kết, nhưng đôi khi nó chỉ dựa một chút vào phần phong độ mà thôi. Và đặc biệt đó là sự bất ngờ đến từ Khang ở trong vòng đấu bán kết đấy. Nhưng khi trở lại với LPL thì FNLUS Phoenix họ luôn bị một câu chuyện nó khá giống với lại ở hồi đợt mùa xuân, đó là họ thi đấu khá là bạc nhựa trong khoảng thời gian đầu. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết được là trong khoảng thời gian sau, ở giai đoạn gọi là giữa của mùa giải, thì FNLUS Phoenix sẽ thi đấu như thế nào. Còn trong cái đó thì Top Esports họ vẫn giữ được vị thế của một trong những đội mạnh nhất LPL ở thời điểm hiện tại với chiến thắng tỷ số 2-0. Còn đây là bảng xếp hạng. Có một điều rất là tự hào đó chính là hiện tại đội của Sharp đang đứng đầu với hai trận thắng. Cái cảnh này rất là quen nha. Mùa nào chúng ta cũng thấy là đội của Sharp thường là những khoảng thời gian đầu mùa giải sẽ đánh rất là tốt và thường là vươn lên ở nửa trên bảng xếp hạng rất là dễ dàng. Và đây cũng là mùa giải tương tự như vậy. Nhưng hy vọng là cái nhịp thi đấu cũng như là phong độ thi đấu của đội hình Suning sẽ được giữ nguyên cho đến hết mùa giải mùa hè hôm nay, và Sharp sẽ có một chiếc vé đến với chung kết thế giới. Cái bất ngờ nhất dành cho các bạn xếp hạng này đó chính là Victory Fire. Họ là một trong những đội thi đấu tệ nhất của EVL hồi đợt mùa xuân. Nhưng bây giờ họ thắng hai trận liên tiếp. Và đó đều là những đối thủ mà họ đã từng bị đánh bại. Đến để nhớ xem là hình như lỡ trong mùa giải trước họ không có bất cứ một không, trận thắng không nào thắng cả. Bất kỳ một trận họ nào. Chỉ thắng ván thôi. Họ chỉ thắng ván, một ván, hai ván thôi. Còn ở trong những trận đấu thì không có bất cứ một trận nào mà họ giành được chiến thắng cả. Vậy hai đội đang khởi đầu rất hoàn hảo của mùa giải này là RNG cùng với VG. VC Gaming sẽ gặp nhau và một đội sẽ phải nhận một thất bại, đây là điều chắc chắn. Với phong độ hiện tại thì cảm nhận thấy đội hình của bên phía RNG dù họ có rất nhiều sự thay đổi sau khi mùa xuân kết thúc với việc đi của UZ nè. Chúng ta thấy Betty được cám chỗ vào cho sở hữu mới, đường trên luôn là New xuất hiện và anh ta đánh cũng rất là tốt nữa. Thì RNG sẽ có rất nhiều bất ngờ dành cho bên phía VG. VG là cái đội hình mà không có bất kỳ sự thay đổi nào cả, nó vẫn giống như giai đoạn mùa xuân thôi. Vẫn phải chờ, tức là thường thì ở bên EVL họ sẽ có một câu chuyện rất là thú vị, đó là những đội top dưới ở trong mùa giải trước đa số sẽ bắt đầu thi đấu khá là tốt ở trong khoảng thời gian đầu. Nhưng mà khi mà nó bắt đầu vào rập khuôn rồi thì mọi chuyện nó sẽ khác hoàn toàn. Còn đội hình thì RNG thì chúng ta nói họ đang quen với lại không khí nào rồi, là họ đã quen với không khí thiếu UZ rồi. Thì lối chơi ở trong mùa giải trước thật ra mà nói thì nó cũng đôi khi cũng hơi bấp bênh lắm. Đôi khi Betty cũng không thi đấu tốt, rồi đôi khi một sự kết hợp với nhau nó vẫn chưa thực nhận được nhận nhiễm dành cho các thành viên của RNG. Bởi vì họ phải thay đổi. Các bạn thử suy nghĩ đi, bạn chơi một lối chơi xung quanh một thành viên nào đó trong suốt một khoảng thời gian rất dài, nhưng bỗng nhiên một ngày nào đó bạn bắt buộc phải thay đổi một lối chơi hoàn toàn, thì nó bắt buộc phải có những tình huống đấy. Nhưng mà bây giờ sau khi đã qua mùa giải rồi thì nghĩ mọi chuyện nó sẽ khác. Tôi nghĩ là cái sự đa dạng về lối chơi nó còn sẽ khiến cho RNG mạnh hơn nữa. Nó sẽ khiến cho đối phương khó có thể bắt bài được họ hơn ở trong cái việc hình thành lối chơi mới với những người chơi mới này của mình. Còn đây là những pha highlight ở trong cái vòng đấu đầu tiên. Chúng ta thấy VC Gaming có thể làm được trước Bilibili. Những pha triple kill xuất hiện liên tục với xạ thủ iBoy. Vâng, phải nói EVL là một giải đấu nó mang tính bất ngờ và sự cạnh tranh cực kỳ cao nha. Đầu tiên là những tình huống giao tranh họ rất mãn nhãn. Nếu như bạn muốn đòi hỏi một giải đấu max loading, kỹ năng cá nhân tốt và đặc biệt là những pha giao tranh nó xảy ra liên tục, bạn có thể đến với EVL. Và nó cũng rất là nhiều bất ngờ nữa, không phải chúng ta có một cái trận đấu mà nó có một cái độ ngoặt khủng khiếp luôn. À, con Cassadin đúng không? Con Cassadin của Nai trong tay Top Esports, cái nhà chính nó chỉ còn khoảng 100 máu, 40 máu, tôi nhớ không nhầm. Tôi nghĩ là nếu như một xạ thủ thì cỡ khoảng 2 phát đánh là đủ rồi đó. Không phải 2 phát đánh, 2 phát thở thôi. Như cái thói quen của tôi hay nói, chỉ cần thở một cái nhà chính đó là nó sẽ sập rồi. Nhưng mà anh ta không thở được một cái nhịp nữa khi mà Nai có một cú quát ra kiểu rất là đẹp mắt và cứu cho Top Esports một cái ván thua đầu tiên vào trong mùa giải này. Và sau đó họ chiến thắng luôn cái cặp BO3 đó cách rất thuyết phục. Phải nói rằng là Nai, cá nhân tôi đang đánh giá ta là một trong những người chơi đường giữa xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Còn đây là những
pha highlight của Anji ở trong vòng đấu đầu của họ trong trận thi đấu đầu tiên. Ở trong trận thi đấu đầu tiên ngay lập tức luôn, Betty có một cái bên tắc kêu cho mình. Đây là một dấu hiệu rất là tốt cho một xạ thủ mà bạn được đặt nặng một cái trọng trách rất nhiều. Tại vì khi bạn là fan của Anji trong một khoảng thời gian rất là lâu thì người mà bạn thần tượng nhất sẽ là Uzi. Thì bây giờ khi có đến một sự thay đổi và Betty với cái trọng trách mà ta đang gánh với một cái áp lực rất là lớn từ người tiền bối của mình, thì ta bắt buộc phải là một trong những xạ thủ của nó được quan tâm hàng đầu tại các tại giải đấu EPL. Và đặc biệt là các fan của anh chị họ cũng sẽ đi từng ly từng tí đối với anh chàng xạ thủ này. Nhưng mà với cái màn thể hiện ở trong trận đấu trước đó và chưa kể đó là cái Benta kill mà ta có được, thì đầu tiên là về cái vấn đề tinh thần khá là tốt. Và các fan của anh chị họ sẽ có một cái niềm tin khá lớn dành cho Betty sau cái tình huống Benta kill đấy. Tôi nghĩ là sẽ chả ai có thể chia trách anh ta nữa, như anh ta cứ đánh như vậy cho đến tới cuối mùa giải thì các fan của Anji cũng sẽ tạm thời dần quên đi cái hình bóng của Anji mà thôi. Với cái phong độ này tôi nghĩ là Betty sẽ còn có khả năng làm nhiều thứ hơn nhìn cho Anji rất là nhiều. Cái trận mà anh ta đánh với OMG, anh ta chỉ đánh hai con tướng, một con tướng nhất là Quý Thô Tên mà thôi trong cả hai ván. Và cái pha Benta kill đó nó chưa thể hiện hết cái kỹ năng cá nhân của ta. Nhưng nếu như các bạn xem kỹ cái dạng đi đường, các bạn sẽ thấy là cái cách đi đường của Minh cùng với lại Betty nó rất là ăn khớp với nhau, nó rất là hiểu ý nhau và nó cho một cái áp lực dành cho cặp đôi bên phía bên kia rất là nhiều. Vậy là đôi khi nó còn phải dựa vào, thực ra mà nói nha, nếu như một cặp đôi xạ thủ hỗ trợ và kết hợp với nhau tốt chỉ dựa vào đúng một mùa giải á, thì chúng ta phải có một cái lời khen khá là lớn dành cho Betty. Với thứ nhất là chắc có lẽ như là anh ta cũng về cái vấn đề hòa đồng và vấn đề giao tiếp thì anh ta khá là giỏi, cho nên nó khiến cho ngay một mùa giải thôi là bạn có thể ăn rơ được và hỗ trợ rồi. Còn đây là người chơi đường giữa, chúng ta không nhắc tới người chơi đường giữa khá là nhiều bởi vì về cái vấn đề trong khoảng thời gian đấy là việc Uzi giải nghệ với lại Betty thay thế thì nó cũng là một khoảng thời gian rất là dài. Nhưng mà Seohu, thực ra mà nói Seohu vẫn là một trong những người chơi đường giữa nó rất là đáng xem tại LPL. Tôi nghĩ anh ta là một trong những người chơi đường giữa xuất sắc nhất trong lịch sử của Trung Quốc luôn. Lâu chỉ, lắm rồi. Chỉ có điều là anh ta lại không may anh ta nằm trong cái đội hình có Uzi mà thôi. Cái thành ra là anh ta phải đánh phục vụ cho cái lối chơi của Uzi khá là nhiều. Chứ bản chất Seohu là một người có một cái bệ tướng rất là rộng nha. Nếu như các bạn theo dõi cái hành trình thi đấu của Seohu các bạn sẽ thấy là anh ta đánh được rất là nhiều, anh ta đánh được pháp sư, anh ta đánh được sát thủ, anh ta đánh được lip lăng. Và anh ta đã từng là một trong những người có khả năng đi đường, là một đối trọng nhất định với Faker. Ở trong những trận đấu NG cùng với SKT đấu nhau, anh ta hoàn toàn có khả năng đi đường, có thể cân kèo được với Faker phía kia nếu như cho anh ta một chiếc tướng đúng. Nhưng mà thường là NG sẽ luôn luôn ưu tiên cho Seohu những con tướng mà mang tiên hướng hỗ trợ, đặc biệt con Galio, để cho có thể bảo vệ cho Uzi là nhiều nhất. Nhưng chúng ta hãy đến với cấm vai chọn ở trong ván thi đấu đầu tiên giữa PC Gaming cùng với là NG. Hai vị tướng đầu tiên mà PC Gaming họ cấm, Trichify cùng với là On. Sự lựa chọn cấm Trichify là rất là hợp lý bởi vì các thành viên của NG họ sẽ đánh tập trung khá nhiều vào khu vực đường dưới và họ sẽ làm tất cả gì có thể để áp lực khiến cho những tình huống tấn công khu vực dưới nó sẽ bị hạn chế đi, giảm đi càng nhiều càng tốt. Và Trichify là một nhân vị tướng rất hợp lý cho cái điều đó. Với cái định mệnh của mình nên ta sẽ di chuyển xuống đường dưới trong một cách rất là hợp lý, và với những tình huống đấy thì Trichify là một vấn đề rất là nguy hiểm. Như vậy thì bên phía của PC đang mở ra một cái câu hỏi dành cho NG là rất có thể họ sẽ ưu tiên con Galio, bởi vì khi mà bạn đã cấm đi một vị tướng có khả năng dùng chiêu cuối bán cầu thì bạn sẽ muốn chọn một vị tướng kiểu như vậy để cho đối phương không thể nào bắt kịp được nhịp di chuyển của bạn ở đường giữa và hỗ trợ xuống khu vực dưới, thì rất có thể PC Gaming sẽ ưu tiên cái lựa chọn này dành cho Fox ở trong ba lượt đầu của mình chẳng hạn. Trong khi đó bên phía NG thì họ cấm đi xạ thủ, họ cấm đi Kass, Kalista, họ cấm đi Varus cùng với lại Seth. Để xem là sự lựa chọn đầu tiên thế của PC Gaming sẽ làm thế nào đây. Cái mùi Galio rất là rõ đúng không? Còn họ u công trước cái đã nè. Họ đã cấm đi hai con bài rồi, họ đã cấm đi con On với lại con Mordekaiser. Đây là hai con tướng đi được rất khỏe với ngộ không, cho nên họ đã cấm đi hai con vị tướng này thì chắc chắn là cái sự lựa chọn ngộ không là tỷ lệ chọn rất là cao. Bởi chúng ta nhìn vào trong số những vị tướng đi đường trên ở thời điểm hiện tại, ngoài con On với lại Mordekaiser ra thì cũng không có con nào đi thuộc dạng là có thể đè đường gần như tuyệt đối với lại con ngộ không này. Rietom thì có thể được, nhưng mà trong một khoảnh khắc nào đó thôi bạn mới có cái chim mồi. Còn trong khi đó thì con ngộ không cái điểm mạnh của nó là những lượng sát thương chay theo thời gian, tức nghĩa là nó bơm thêm cái bình thuốc biến dị của nó bay vào gõ liên tiếp. Thì nếu như đối đầu với những vị tướng mà cũng đánh đao đao kiểu như con On với lại con Mordekaiser cũng khó chơi lắm. Còn RNG chúng ta nói rằng là đang có Syndra, một lựa chọn rất an toàn. Tôi đã thấy Ven, nếu như đội hình này mà lấy con Ven thì khó thở lắm. Với lại còn rất là nhiều xạ thủ mạnh nữa nên mà anh ta có thể chọn đúng không? Anh ta đúng còn rồi. Có Ezreal, anh ta còn có Apelios. Và tại sao phải
đâm đầu một con tướng nó rất khó đi đường như vậy thì nó không hợp lý chút xíu nào cả. Messi ưu tiên chọn cho mình đó là Phillips, không chọn Mitchell tên nữa. Bên phía bên kia thì VC Minh họ đang muốn chọn Tam Ken trước hay chăng, đang cân nhắc khá là nhiều. Wildboy giữa Van cùng với lại Ezreal, tôi nghĩ Ezreal hợp lý hơn rất là nhiều. Hợp lý rất là nhiều, đi đường khỏe, về cuối trận bạn rất mạnh, bạn rất khó bị hạ gục. Cho dù bạn đó có là Syndra ulti hết cả 5 cầu, 6 cầu, 7 cầu của người bạn, nhưng với cái vũ điệu tư thần bạn vẫn sẽ sống sót được mà thôi. Nhưng mà trước hết thì chúng ta đang thấy đây là một Cosmo mà không biết phá Cosmo không để cho Ezreal đi đường giữa, Cosmo đi đường dưới thế này. Chọn lắc thì hơi ẩu, tôi nghĩ là lắc ấy chứ. Lắc chứ làm sao bạn cho con Ezreal đi đường giữa được. Ezreal sẽ phát huy tối đa sức mạnh của nó khi mà nó đi đường dưới. Đi đường giữa thì nó rất là dễ bị đi rất nhiều, mà dù đúng Ezreal có được bộ kỹ năng khá là tốt, đó là cái dịch chuyển của học. Nhưng cái này mới nè, đi rừng chọn Savan rất là sớm nha. Ở thời điểm hiện tại thì những vị tướng đi rừng, lia rừng mạnh sẽ là meta. Với những cái chức tướng mà chúng ta có thể kể tên bao gồm Nia Lee, Ray vẫn đang còn ở trên cái màn hình mà chưa được chọn, nhưng VC họ vẫn ưu tiên Savan hơn. Nó chỉ có thể là một lý do nhất là họ muốn chọn Galio ở lượt thứ hai để kết hợp với Zavan, Wukong cùng với Galio và bắt chết Aphelios bên phía bên kia mà thôi. Đội hình này là đang muốn thiên hướng là giao tranh tổng rồi. Nhìn là cái sự, nhìn những sự lựa chọn đó, phải rõ ràng là họ thiên hướng giao tranh tổng rất là mạnh mẽ. Không có hai sự lựa chọn, Galio hoặc là Orianna ở đường giữa. Tốt. Thấy đấy rất là thoải mái nha, họ đang rất là thoải mái ở khu vực đường giữa thời điểm hiện tại ở RNG. Bởi vì trước đó là RNG họ đã lộ ra con bài đường giữa rồi, đó con sinh ra rồi. Tức nghĩa là bạn vẫn đang có rất là nhiều sự lựa chọn để đụng độ với Lucian Syndra, nhưng mà là không đúng. Khả năng cấu máu Syndra là tốt, cái quét tan kỳ yếu nó sẽ tạo ra khá là nhiều tiền đề. Nhưng với một đội hình hiện tại đang khỏe như thế này, với những tình huống lao vào bắt chết như thế này, thì sẽ rất khó để một con Syndra có thể tỏa sáng. Thì bây giờ bạn chỉ cần một con đường giữa, một con tướng đường giữa có thể đi đường hòa với lại Syndra, rồi sau đó là chờ đợi những người đồng đội của mình lao vào và mình tạo tiền đề bằng bộ chiêu cuối mà thôi. Thì Galio và Lorena là quá hợp lý cho cái đội hình này của VC Gaming rồi. Còn bên RNG thì họ đã có Red Tong, vị tướng đi đường trên ở thời điểm này là thắng mọi kèo. Liệu là họ có muốn chọn tiếp Elise hoặc là Nia Lee để gia tăng thêm khả năng đánh 2-2 ở nửa trên đường đồ cực mạnh hay không? Ôi, như vậy là cấm Cassidy nè, như vậy là họ sẵn sàng luôn. RNG đang sẵn sàng mời đối phương đánh Galio với bộ Wombo combo của mình. Chắc là trên phía của RNG họ đang suy nghĩ là như thế này, họ đang có được một con tướng, họ đang có một con Syndra khu vực đường giữa, đúng Syndra farm khá là ổn. Nhưng mà vấn đề chỗ đó là kiểm soát đường nó sẽ còn giữa khá nhiều yếu tố nữa, đó là về chất tướng nữa. Và họ cắm đi Lâm Lăng với lại Cassidy, đây là hai con tướng đi ram đường rất là tốt, nhưng phải là không. Tức nghĩa là bạn chỉ cần cho một khoảng trống cho hai con, một trong hai con tướng này thôi, thì khả năng ram của nó cấp độ 6 là rất là khỏe. Chú gấu bắt buộc bạn phải đợi chú gấu bảo táp, nhưng không, chú gấu bảo táp đây là ở phiên bản 10.11 là chú gấu mới nha. Chú gấu mới hình như chưa được chọn hay sao, chưa gọi xét à, chưa được chọn hả? Tôi nghĩ là chắc chưa được chọn. Hình hay như là... theo thông lệ á là hai tuần sau thì bạn sẽ được chọn. Chú gấu là ra hình như mới gần đây đúng không nhỉ? Đúng rồi, mới một tuần, chưa chắc là chưa được chọn đâu. Còn RNG họ chọn cho mình, họ khóa vào vị tướng Nia Lee như đã nói, kết hợp rất là tốt với Rayton và tạo nên một cặp 2-2 cực mạnh ở nửa trên bản đồ. Cặp này nó không chỉ mạnh ở việc là Rayton có khả năng đẩy đường tốt và đè nén đối phương, nó mạnh ở chỗ Nia Lee có thể dựa vào áp lực của Rayton để hoàn toàn kiểm soát phần rừng bên phía bên kia luôn. Tức nghĩa là kiểm soát nửa trên bản đồ nó sẽ khá là đơn giản, nhưng mà cái quan trọng đây đó chính là kèo khu vực đường trên này chúng ta vẫn chưa biết được là nó sẽ diễn ra như thế nào nha. Bởi vì nếu như mà con Ngộ không đánh đúng kèo, nếu như mà con Ngộ không mà đụng độ và lại Rayton trong khoảng thời gian đầu, chắc lẽ như nó sẽ không e ngại lắm. Bởi vì khi mà con Rayton chuẩn bị lao lên, bạn đánh theo thế an toàn, bạn sử dụng chim mọt để bạn dụ cho nó sử dụng cái đúp, rồi sau đó bạn có thể quay trở lại tấn công vào những tình huống đánh thường của nó cũng được. Đúng lúc đó thì đối phương không còn cái đúp nữa, khả năng dồn sát thương của Rayton cũng bị giảm đi một tí xíu, bạn có thể chạy hit với lại nó. Quan trọng là có đi đúng cách của một con Ngộ không khi mà đụng độ với lại Rayton không. Nếu như mà ta làm tốt nhiệm vụ đấy thì anh ta sẽ không e ngại như khu vực trên đang cầm Rayton tí xíu nào cả. Và nếu như được thì anh ta sẽ đánh theo dạng an toàn, đó là gần trụ nữa, thì sẽ đảm bảo được đây là con Ngộ không sẽ không gặp nhiều nguy hiểm trước khi lên được cấp độ 6. Lúc đó thì Ngộ không sẽ phát huy được hết cái sức mạnh của mình trong những tình huống giao tranh tổng. Rồi, như vậy là VC Gaming họ hồi nãy họ đã để Galio trên màn hình và họ suy nghĩ rất là lâu, họ suy nghĩ cực kỳ lâu, cho đến khoảng 5 giây cuối cùng họ mới quyết định đổi sang Akali. Có lẽ như là họ đang cảm thấy lúc kèo đối đầu Galio cùng với lại Syndra đường giữa thì Galio bị động quá. Bạn thật là một vị tướng, bạn không dọn đường nhanh hơn bên phía bên kia, bạn rất là khó để tiếp cận được Syndra với các tay kẻ yếu của bên phía đối phương sẽ luôn luôn đẩy bạn ra. Đó và quan trọng hơn là nếu như bạn nhìn tổng thể đội hình của VC Gaming, bạn thay con Galio ở đường giữa cho con Akali, bạn thấy
nó rất là thiếu sát thương. Với Nautilus là chúng chịu nè, đi đường Zaban chắc chắn sẽ phải lên chúng chịu. Với lại thêm một câu chuyện nữa, nếu như bạn chọn con Galio đi đường giữa thì chả khác nào bạn dường nửa phần sân ở trên cho đối phương, đúng không? Tại vì Riptong đi đường trên như hồi nãy như anh Tân nói rồi, đó chính là con Riptong đi đường sẽ nặng kèo hơn so với lại con ngộ không phía bên kia. Ngộ không sẽ rất là khó để đi với lại Riptong, tức là bạn đang bị chấp cái đường trên rồi. Coi như là tạm thời, nếu tính theo lý thuyết là vậy đi, đó là bạn chấp cái đường trên rồi. Nếu như bạn chọn thêm con Galio khu vực đường giữa con Shinra nó đẩy mạnh vào bên trong đó, thì với lượng CC mà sở hữu được trên người của con Shinra với lại Riptong thì bạn rất dễ để bắt một thành viên nào đó trong đường của đối phương ở nửa trên bản đồ. Cho nên trong khoảng thời gian đầu thì phía của VC Gaming họ không muốn bị thua thiệt quá nhiều. Họ không muốn họ bị lộ cả đường giữa và đường trên. Nó khiến cho cái thế lính đẩy áp lực liên tục vào trụ, lúc đó bạn không kiểm soát được nửa trên. Thì con Nidalee nó dọn quấy rừng rất là nhanh, nó sẽ ăn rừng khá là khỏe vào lúc đó. Thì phía bên đây một con Savan thọt la vào đôi khi bốc hơi rất là sớm, với những cấp độ mình đang có trên người yếu hơn so với đối thủ nữa, cho nên lấy Akali là hợp lý. Với đội hình của VC Gaming cùng với là ANG thì rất khó có thể đoán được rằng cả hai đội sẽ triển khai lối chơi của mình nó theo dạng như thế nào. Bởi vì thật ra cả hai bên có những cái điều kiện thắng nó không phải là một cách rõ ràng nhất á. Aphelos có thể mạnh ở khu vực đường dưới, Shinra có thể thắng đường ở đường giữa, Riptong dư sức thắng đường ở khu vực đường trên. Thì thật ra là bên phía ANG có rất là nhiều điều kiện thắng, họ có thể dựa vào đó để đánh được, chứ không phải nhất thiết là có một điều kiện thắng nhất định một đường nào cả. Giống như hồi trước chúng ta thấy ANG chỉ có một đường duy nhất, chúng ta luôn luôn hiểu rõ là ANG sẽ đánh ở dưới bản đồ. Nhưng ở cái thời điểm hiện tại thì nó không còn là thời của UZ nữa, nó sẽ chia khả năng gánh đội ra toàn bộ cả năm thành viên của bên phía ANG. Đội hình này của ANG như chúng ta nói trước đó, họ cần phải có được một khoảng thời gian đầu thuận lợi với những con tướng mà họ đang sở hữu được. Đầu tiên phải nói là khu vực đường trên Riptong ăn được. Rồi đường giữa thì Shinra, thật ra kèo Shinra này nếu như mà con nàng này kiểm soát bi của mình tốt và luôn giữ E trong mức độ an toàn thì rất khó để cho một con Akali nó có thể tiếp cận được. Cho nên đây vẫn sẽ là một ván thi đấu mà chỉ có dựa vào những khoảnh khắc, chỉ có thể dựa vào những khoảnh khắc thôi thì lúc đó chúng ta mới đảm bảo được. Và chưa kể đến là ở trong giai đoạn, thực ra mà nói cả hai đội ở trong giai đoạn cuối ván thi đấu thì cả hai đội đều có những vị tướng có thể phát huy được sức mạnh của mình cả. Còn Ryu cũng rất là khỏe trong giai đoạn cuối. Rồi con Avelius cũng tương tự giống như vậy. Cho nên đội nào mà tạo được những lợi thế lớn trong cái pha giao tranh lớn thì đội đó nắm được cái tỷ lệ thắng cao hơn rất là nhiều. Về cái hướng đi đường ban đầu của cả hai đội thì Nidalee của Sibalong, Silong Bao bắt đầu ở nửa trên bản đồ, anh tăng bùi đỏ trước. Trong khi đó thì Zavan của Ace, anh tăng bắt đầu từ nửa dưới bản đồ. Hai hướng đi đường có thể là trái ngược nhau một chút xíu. Mình đã nghĩ là Nidalee hoàn toàn có thể ăn đường nửa dưới lên trên để có thể phối hợp với Riptong một cách tốt hơn. Nhưng có vẻ như nếu như làm như vậy á thì đối phương sẽ rất là dễ để bắt bài được Nidalee và rất dễ bắt được cái lối chơi đánh nửa trên của ANG và sẽ chiếm được rồng. Cho nên là ANG không muốn chuyện này diễn ra, họ đã có đường trên thắng và họ sẽ để cho Neil đẩy khu vực. Tôi khá chắc là anh chàng này tên là Tân luôn. Neil nghe là mới. Đúng rồi. Và vào hồi mà thua được cái tôi cười. Không, anh ta là tính lắm. Những người tên Tân là đánh cực kỳ tính luôn, đặc biệt là anh khu vực đường trên nữa. Xiao Long Bao hiện tại đang, anh ta đang đánh một cách khá là an toàn. Anh ta đang không muốn là trong khoảng thời gian đầu mình phải quá mạo hiểm để làm điều gì cả, bởi vì cái setup với khu vực đường trên và đường giữa nó đang có một chút thuận lợi trong trong ba cấp độ dành cho cả chi. Cho nên hiện tại Nidalee này vẫn sẽ là một Nidalee kiểm soát được rừng của chính mình cả đã. Chắc lẽ như đánh mạnh chắc là vẫn phải là đánh mạnh khu vực đường dưới nhỉ, bởi vì tôi nghĩ... họ có contrast, họ có thêm cái nguồn sát thương lớn của Nidalee nữa thì việc có thể tạo được áp lực và khiến cho con Ezreal khó farm khu vực đường dưới là có thể có đấy. Nên Ezreal bên phía bên kia là một con tướng mà các bạn thấy là không cầm hồi máu nha, cầm dịch chuyển. Thì đúng là nếu như mà làm mắc binh á, làm đúng tất cả mọi thứ á, là có luôn cả cái súng động trường và stress ở một cái vị trí đẹp để có thể tốt biến vào lửa hai sấy một cách chính xác, thì đó sẽ một tiền đề tốt để tấn công khu vực dưới. Và Ivor đang tốt biến lửa hai sấy hả? Ui tự e luôn. Và Ivor phải trả một cái gì nhất thế này đất. Anh ta bắt con hụt quy nữa cơ. Án tử trung kéo vào dùng sát thương kịp không? Hiện tại là vẫn đã kịp rồi. Nó vẫn là lời rất nhiều dành cho anh gì. Bởi vì ở đây Aphelios ăn chiến công đầu nữa. Đúng vậy, Aphelios là vị tướng ăn chiến công đầu. Và người có được điểm hạ gục bên phía VC Gaming lại là phụ trợ. Nó là một tình cảnh tệ nhất có thể diễn ra đến dành cho VC Gaming. Nelly ăn mạng thứ hai nữa. Đó. Thì đó, thì tất nhiên là sẽ có hai mạng rồi. Pha này không có hai mạng thì hơi phí. Ivoy, anh ta đã quá tự tin vào cái khả năng gây sát thương của mình. Và đợt lính đang có. Đúng ý, đợt lính đang có, nhưng anh ta không có mắt ở phía bờ sông. Trong khi đó rừng của anh ta còn cách đó khá là xa nữa.
mà anh ta lại sử dụng dịch chuyển hồng lên thẳng phía trước. Một sai lầm rất lớn của xạ thủ bên phía PC Gaming. Anh ta tính tận dụng hết cái nguồn sát thương có được sau khi mà anh ta sử dụng cái tinh hoa tuôn chảy trúng được vào người Betty. Anh ta tính sử dụng kỹ năng E để cố gắng kích hoạt được nó và lấy một lượng máu lớn của đối thủ ép cho đối phương phải vào bên trong trụ và phạt với cái lượng máu ít ỏi của mình. Nhưng mà đó là một cái thời điểm rất là nhạy cảm. Anh ta cảm thấy như vậy không? Tới cái tầm nhìn thực sự rất là ít trong không hề có bất kỳ một con mắt nào cả. Và chúng ta phải có một cái điều rõ ràng nữa là trước đó Min còn đang cố gắng phá một con mắt ở ngay cái bụi gần anh ta. Đúng rồi. Ở ngay trên cái trụ của chính anh ta một tí xíu. Nó khiến cho Min không cần làm gì nhiều luôn á. Anh ta đứng ngay kế bên đối phương, anh ta hất E một phát và hất chúng lửa hai sấy cả hai người thì mọi chuyện đi găng nó quá đơn giản cho Nelly rồi. Bắt đầu có lợi thế khu vực dưới dành cho bên phía Angie, chưa kể khu vực trên như đã nói kèo thắng 1000% dành cho Rayton. Đi đường rất là đúng nha, đi đường rất là đúng. Neil đang cách biệt bên phía bên kia gần hai đợt lính. Chuyện là chuyện rất dễ đoán. Với những tình huống đôi khi mới không cần phải làm gì nhiều cả, cứ thủ cái đúp cho mình, lướt lên quyền cái vừa có máu rồi. Nếu như mà bạn có thêm cái nộ trên người của mình nữa thì việc có thể cấu được một lượng máu lớn của đối phương là một chuyện rất là dễ dàng. Nhưng mà quan trọng đó chính là bây giờ bắt đầu có một sự rõ rệt khá là lớn. Đầu tiên phải nói là câu chuyện khu vực đường dưới về và có được cái cuốc chim. Còn trong khi đó thì A-Boy anh ta bắt buộc phải tích cái lưỡi hái sau một khoảng sau cái tình huống vừa rồi mà anh ta nằm xuống. Anh ta mặc dù đúng bạn vẫn còn giữ cái tóc biến ở trên người, nhưng mà cái vấn đề ở đây đó chính là bạn sẽ rất là dễ bị để ý thêm một lần nữa. Bạn cũng bắt đầu hạn chế đi bởi vì khả năng kiểm soát ngay khu vực bờ sông của bạn trước đó đã bị tệ rồi, và sau cái tình huống chết vừa rồi nó sẽ còn bị tệ hơn rất là nhiều. Thời điểm cấp độ 6 là một thời điểm mà PC Gaming có thể có một cái bất ngờ gì đó được. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ là thấy không? Không. Tôi chỉ nghĩ là nó chỉ bất ngờ ở đường giữa thôi, rất khó hàng cục rễ tông. Chứ bạn lấy đi bao nhiêu máu của nó, nó vẫn còn có cái thần cái xấu bật lên và mọi chuyện nó sẽ có thể diễn biến theo một chiều hướng cực kỳ khác biệt khi mà bật thần cái xấu lên. Còn ở cấp độ 6 á, Zavan cùng với lại Akali sẽ tạo thành một cặp đôi song sát rất là mạnh ở đường giữa, đặc biệt là khi mà đối diện một vị tướng kiểu như là Syndra nữa, không có quá nhiều cơ động. Đang có sự kêu gọi đến từ người chơi đường giữa phía Koraichi, CEO Long Bao kêu gọi CEO Hu di chuyển xuống khu vực đường dưới này để hỗ trợ. Nhưng mà như chúng ta nói đó, nếu như trước đó mà không có cái chiến công đầu thì tôi nghĩ là RNG họ sẽ rất là suy nghĩ nhiều vấn đề khi mà họ đánh vào con rồng này. Bởi vì đơn giản thôi, thời điểm này là cái thời điểm cấp 6 của bên phía PC Gaming, và đây là đội hình mà cấp 6 giao tranh rất là khỏe với những cuối chiêu cuối của mình. Nhưng bởi vì trước đó mình bị lỗ quá, cho nên bạn bắt buộc phải trả giá bằng con rồng lửa đầu tiên này. Rồi, có một con rồng lửa trước dành cho RNG với một đội hình rất nhiều sát thương. Nearly, Syndra, Aphelos cùng với Rayton, đội hình này một đội hình tận dụng rất tốt con rồng lửa vừa rồi. Anh ta rảnh đến mức Rế Tông, anh ta rảnh đến mức mà anh ta có thời gian đi ra ăn cua một mình luôn, và anh ta không ngại bất kỳ một áp lực nào cả. Vì bây giờ có là Zavan xuất hiện trước mặt anh ta nữa, anh ta 2-1 vẫn được. Với cái thần cá sấu vẫn đang còn, anh ta không ngại gì hai vị tướng bên phía bên kia cả, trong cái trường hợp mà anh ta bị bắt gặp ăn cái con cua khủng này một mình. Và cái quan trọng là con Nili này kiểm soát được con Zavan này đi đâu rất rõ ràng luôn. Với cái cú quy hồi nãy xuống hai con người đá và thấy mất là chắc chắn là anh ta cũng đã biết được là nãy S mới ở gần đây, mới gần ở dưới và sau đó bấm B về rồi. Bởi vì khi mà bạn ăn hai con người đá là cái nơi cuối cùng mà nữ dưới bản đồ, sau đó bạn tỷ lệ bạn bấm B về rất là cao, nên anh ta báo ngay lập tức lấy được con rồng thì chắc chắn là nửa trên con cá sấu này nó sẵn sàng đụng độ với lại Zavan. Nhưng mà biết chắc được một câu chuyện đó chính là Zavan tầm đó chưa thể nào lên được cấp 6 được, cho nên đánh nhau cũng sẽ rất là khó khăn. Một con rễ tông rất dễ đã quậy đấy, cho nên đó là lý do tại sao mà ngay lập tức Riotong ăn con cua kỳ cục mà không hề e ngại bất cứ một cái gì với người chơi rừng phía bên kia. Vừa rồi một pha áp lực nho nhỏ của mình dành cho iBoy mất đi nhiều cái nắm di chuyển không của mình. Anh ta rất tự tin nha. Nếu anh ta đi thẳng vào rừng bên phía bên kia kiểm tra xem Zavan đang ở đâu, anh ta không thấy đối phương, anh ta đánh hàng thông nổ, anh ta đi ra trở lại. Nhưng Zavan đang có một cái hướng găng rất thú vị. À không, anh ta không găng nữa, anh ta chuyển sang ăn sứ giả. Như là anh ta bị phát hiện rồi, có một con mắt vừa cắm khá là chí. Đó, có một con mắt cắm ngay khu vực bãi chim. Nó đã đủ để báo được là Neil, là Zavan đang ở gần đây, nên đánh cẩn thận tí xíu. Cho nên có lẽ như là X, anh ta chấp nhận là không găng, nhưng sẽ lấy được con sứ giả hay đứt. Chứ quan trọng lấy được hay không đây nè. Cái câu chuyện bây giờ sẽ lấy được hay không? Nhiều. Hỗ trợ phía Orange đang đi ra khá là trễ. Trong khi đó thì Nautilus đã đứng rất gần đây rồi, đã có dấu hiệu là đã ăn xong. Siuhu đang đi lên đây đúp. Ui, nếu như mà check cái bụi đó vào ở giữa thì xong rồi. Đúng, nếu như mà quăng cầu ở ngay cái bụi cỏ kia là xong rồi. Hoặc là anh ta quy trước một cái bụi cỏ đó, xong ta quăng cầu bụi cỏ kia thì nó là xong rồi. Nhưng đây một tình huống vây hãm của vùng trên. Ui, thấy đối phương phóng lao vào,
nhưng nó trúng vào cái con cóc kỳ cóc hành tinh đó. Và Xin Long Bao không tấn công nữa, anh ta quay ngược trở lại tấn công lên QB ở khu vực trên hay chăng? Không, tôi nghĩ là không đâu. Với cái lượng lính này thì... Nhưng mà có tầm 4 người ở đây thì được. Kêu thêm Dress nữa thì được. 4 người lận. Nhưng quan trọng là ai vào trước. Đây, Neil vào trước là... luôn. Đang có pha xoáy, đang có tình huống bọc hậu ở đây. Tất cả đang dùng hết vào ngựa Xeo Long Bao. Án tử kêu. Không trúng. Xeo Long Bao đang tìm cách bỏ chạy, bắn vào người Phốc để xem là Phốc có tóc biến kết gặp rờ không. Không, anh ta rờ trước. Anh ta đã mất tóc biến trước đó. Anh ta đã muốn giết chết Xeo Long Bao nhưng hơi khó. Xeo Long Bao biến thành nhạc báo và bỏ chạy đi. Mình đang di chuyển tới. Không còn bom khói. Bây giờ mới là cú vấn kéo, đề. Cú kéo. Không còn bom khói đây này. Anh ta trúng. Quy bị hụt. Bay vào cắn lập tức dứt điểm được Phốc. Rất hay, pha di chuyển cực kỳ hay của hỗ trợ bên phía Angie lên nửa trên bản đồ. Sau khi thấy đối phương đã di chuyển trước đó và ăn được con sứ giả thì ngay lập tức mình cũng có động thái đáp trả khi lên và hủy diệt đường trên đối phương bằng pha găng rất hay. Cái pha băng trụ, pha tính toán nó rất là kỹ, nó của Angie thực sự. Nó là được lính rất to, được lính là hai được lính lận, cho nên tức tốn thời gian để đối phương có thể dọn dẹp được nó. Một cú quét tàn kêu chúng hai người. Cú kỹ và lửa hải xoáy đó nó ngăn cái nhịp tấn công của Fox và khiến cho ta phải sử dụng tốc biến và chiêu cuối của mình cùng lúc mới có thể tiếp cận được. Nhưng rất tiếc là bên phía đối phương vẫn còn đồng hồ ngân động và đã outplay được anh ta trong tình huống vừa rồi. Và kéo cuối cùng hắc não rất ghê. Có điều là Xin Long Bao vẫn là không được chính xác cho lắm. Anh ta tính tham mình nó hơi thiếu tí xíu chuẩn xác, nhưng mà không sao. Và đặc biệt đó là trong tình huống vừa rồi nó còn thêm cái vấn đề mặt trang bị nữa. Nếu như cái pha đấy mà tôi nghĩ cúp anh ta đã có được cái rìu tía map rồi á thì nó sẽ đỡ hơn. Tức là anh ta sẽ cố gắng đánh và anh ta sẽ giải quyết được lính, vì đó là đợt lính có cỡ khoảng 30 lính tay ngắn và 30 lính xa. Tức nghĩa là anh ta vẫn có thể giải quyết nó khá là sớm nếu như mà anh ta có rìu tía map. Nhưng bởi vì thời điểm đó con ngộ không nó chưa có rìu tía map, nó khiến cho khả năng giải quyết lính của cúp nó rất yếu. Anh ta không thể nào dựa vào kỹ năng nghe, mà nếu như anh ta dựa vào kỹ năng nghe xong, lúc đó bạn bị mất đi cái lướt đi thì bạn sẽ rất là dễ nằm xuống và hết cách dành cho cúp rồi. Và anh ta phải nằm xuống và trả một giá rất đắt. Thật ra cái giá này đắt đỏ lắm chứ không phải không đâu. Anh ta đang thua đường và anh ta nằm xuống thêm một lần nữa. Nó không chỉ là một mình anh ta cảm thấy cái giá của pha trên vừa rồi đắt đỏ, mà đường giữa của anh ta cũng đường cảm giữa thấy đúng tương tự như vậy, cũng nằm xuống một lần, không có bất kỳ điểm hỗ trợ nào cả. Hình như hồi nãy hỗ trợ thì không. Nhưng mà đường trên với đường giữa của bạn đã nằm xuống như thế này thì cái thế của bạn rất là khó. Quan trọng là anh ta đi khi mà được lính của đối phương ép sát vào trụ của anh ta. Tức là anh ta đang để đối phương dẫn trước 20 chỉ số lính lận. Trong cái pha đi vừa rồi, anh ta phải cố gắng di chuyển để có thể gỡ gạt lại từ cái tình huống giao tranh ở khu vực nửa trên bản đồ. Tầm này căng rồi, ai bôi đường dưới cũng đâu có thắng đâu. Ai bôi đường dưới là thua. Thật ra là thua nha, tại vì con Aphelios thật ra mà nói trong phải nhớ nó ăn được diện chiến công đồng. Được, đó là cái lý do. Bởi vì đơn giản thì Aphelios trong khoảng đây nhân đồng không phải là một mẫu tướng mà có thể 5 ăn 5 thua với đối phương được. Nó cũng khá là khó. Hai rồng rồi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, bạn kiểm soát được khu vực đường dưới và bạn đang cầm một con Aphelios và bạn đang farm ngang ngửa với lại con Adriel phía bên kia mà bạn không hề bị gặp bất cứ cái ảnh hưởng gì, là chứng tỏ là bạn đang có một khoảng thời gian đầu nó quá thuận lợi đi. Tôi cảm giác như con Aphelios này nó giống như cái nó giống như hai vị tướng trước đây, mà ở cái thời kỳ đỉnh cao hai vị tướng đó là con Caitlyn hoặc là con Jhin á. Caitlyn là lâu lắm rồi. Đó cái thời kỳ đỉnh cao hai con tướng đó là hai con tướng nó thuộc dạng là bạn chỉ đợi farm thôi, bạn farm cả trận luôn và cuối trận bạn sẽ siêu mạnh, bạn chả cần phải làm cái gì nhiều cả, bạn đi đường rất an toàn với sải tay tốt của hai vị tướng đó và cuối game bạn có một sát thương rất là khủng khiếp. Con Aphelios này nó cũng về mặt tính chất á nha, nó cũng giống như vậy, bạn vẫn đi farm bạn cảnh độ cuối trận. Nhưng mà nếu như so sánh tôi nghĩ là con Aphelios này là một phiên bản lỗi hơn hai con kia. Đúng rồi, nó mạnh hơn hai kia, nó có rất là nhiều thứ tích hợp trong cái con tướng này. Cũng có tướng xạ thủ, nhưng bạn lại có chiêu khống chế, xong bạn lại có rất nhiều sát thương lan diện rộng từ xa nữa. Tức là đôi khi bạn không, ví dụ như con Caitlyn á, con Caitlyn cái thời điểm đó hình như là vẫn sẽ lên huyết kiếm. Đúng rồi, nó vẫn lên huyết kiếm. Còn con Aphelios này với việc là con bạn có súng huyết tinh á, cho nên bạn kéo vào tường nhưng lại bị hất ngược trở lại à. Và không có cách nào để bỏ chạy cả, hang đang tìm mọi thứ người ta tóc biến, nhưng có thiêu đốt, chết không? Phải nhấn đồng hồ, đuổi nhưng theo. Sau đồng hồ sẽ đi về đây quy chung và không có cách nào chạy cả. Xiaohu không cho đối phương bất kỳ một cái thời cơ nào để chạy, tôi đúng rồi đó, phản ứng không? Rất đẹp. Cú quán tử của mình nó thăng bằng rất là chuẩn. Rất thứ chuẩn. Nhất còn phải là con... I boy. We check không thấy. Anh ta không chạy. Mình kéo không trúng. Con lính đó mà đi ra nhanh tí xíu tôi nghĩ kéo trúng. Tại vì anh ta tính toán được cái thời gian I boy, anh ta thấy được thời I boy đã ở đâu là anh ta có thể kéo ngay lập tức. Nhưng vẫn phải nói là mình đánh con Trash này rất là chuẩn chỉ. Tức là
Thứ nhất là Nautilus nó to rồi. Cái thứ hai đó là cái đường kéo. Cái này nó đàn ông kéo bay hướng nào thì kéo hướng đó thôi, chứ đâu có lo gì đâu. Nó chuẩn một cái hướng đó là bây giờ cái đội hình của anh ta đang là 5-1 đúng không? Về tỷ số hai cục, anh ta đóng góp cả 5 điểm hỗ trợ trong cái này là cái đỉnh với con ta, và ta không nằm xuống lần nào. Cái đó là hỗ trợ 100% nha. Cái đó là hỗ trợ 100% cho cái đội hình của anh Di. Và bạn dưới lấy luôn. Bạn để cho Avelius lấy trụ một sớm mà không dựa vào con sứ giả khe nứt thì là bạn đã bị lỗ rất là nặng rồi đó. Tại cái lớp giáp trụ thì chúng ta thấy là Avelius của Betty là có 160 tiền từ lớp giáp trụ. 14 phút anh ta cầm vô cực là một cái tốc độ tuyệt vời dành cho Avelius này. Kinh dị, rất kinh dị. Còn trong khi đó thì Ezreal vẫn đang rất là bận trong cái việc đó là ta phải tích nước mắt nữ thần nữa. Nhưng được cái là cái con Ezreal á, cái ngưỡng 2 trang bị đến 2-3 trang bị của nó rất là bất ngờ. Ở cái ngưỡng là sau khi mà nó tích xong cái thần kiếm Mana Moon á, và ngay lập tức khi mà nó có được cái vụ điều tư thần làm cái ngưỡng sức mạnh khủng khiếp dành cho Ezreal, nó kiểu như là 4 đồ luôn vậy á. Và nó khiến cho con Ezreal rất là mạnh ở cái giai đoạn đó. Nhưng nếu như xét về bên phía của Aphelios thì thực ra của Aphelios bạn chỉ cần 2 đồ thôi. Với một cái món trang bị vô cực kiếm gây sát thương và một món trang bị tăng tốc độ đánh như là cái cung Lunan chẳng hạn, là nó sẽ khiến cho Aphelios gây một lượng sát thương rất là khủng khiếp ở trong giao tranh rồi. Và chưa kể đến là cái đội hình này của VC Gaming thực ra mà nó họ không đủ cứng để có thể bảo kê cho cái điều này bắn được. Nó cần khá là nhiều yếu tố. Thứ nhất là bạn cần phải che cho Ariel có thể tỏa sáng. Và cái thứ hai đó là bạn cần phải có một cái lượng máu đủ dày để bạn có thể chống chịu. Hãy nhìn đội hình này của anh chị, đây là một đội hình rất giàu sát thương, đường giữa rất mạnh mẽ, những tình huống dùng sát thương phép, và rừng cũng tương tự giống như vậy. Còn đường trên và đường dưới thì cũng đang sở hữu một bộ tướng với khả năng dùng sát thương cũng khủng khiếp chứ không phải là không. Cho nên bạn đòi hỏi cần phải có một con tướng nó đủ cứng để có thể chống chịu lượng sát thương lớn. Ezreal đúng là một vị tướng rất mạnh, nhưng đa số sẽ nhắm vào đơn mục tiêu nhiều hơn so với lại là cái cuồng cung mà có được người Betty sau khi mà ta hoàn thành xong. Cho nên bắt buộc là bạn cần phải có một vị tướng đủ cứng kéo dài đủ thời gian để con Ezreal này có nhiều sân khấu để nó bắn. Vừa rồi là một cái động thái tốt của VC Gaming thì họ có hỗ trợ cùng với đi rừng ở mình ở nơi dưới bản đồ, xóa đi tầm nhìn đỉnh từ đối phương và một khoảng trống cho xạ thủ của họ vừa đủ thời gian để lấy được cái trụ một ở khu đường dưới, cân bằng lại chưa cân bằng được, tỷ lệ về trụ nó vẫn đang nghiêng về bên phía của Anji với một trụ nhỉnh hơn. Cái khó là bây giờ không ai cản được con Aphelios nên đỡ farm nè. Và hãy nhớ là Anji vẫn còn sứ giả khe nước nữa nha, họ vẫn còn sứ giả khe nước của Nidalee đang cầm mà chưa sử dụng nó. Tức là họ không có một vị tướng, tức là từ nãy giờ họ không có bất cứ một đường nào đủ mạnh, đủ chính là cái tỷ lệ thắng không đủ cao để họ có thể rải ra và họ gây khó dễ cho con Aphelios lại một đường kéo trúng quát tàn kiểu cũng trúng. Nhưng mà nó để kiểm soát, để nhìn xem là hiện tại ở ngay khu vực hẻm đây có bao nhiêu vị tướng phía bên kia để họ có thể kiểm soát được khu vực đường giữa này. Bắt đầu cố rỉa máu dần dần cho cái mục tiêu rộng. Tất cả mọi chung kéo và năm sạc qua. Kéo như có 500 vậy. Bị dính cái anh ta bị dính cái pháo trọng trường. Anh ta bị dính cái quy của pháo trọng trường nên anh ta đứng im luôn. Đúng vậy. Nhưng mà tại sao anh ta lại đứng cao trong cái tầm đánh của đối phương đến như vậy? Anh ta phải hiểu một cái câu chuyện, đó chính là đồng đội ta đã bị kiểm soát rồi nha. Và đồng đội ta đã bị nhìn thấy rồi. Và ta đứng ở một cái góc chéo nó rất là hớ hênh nữa. Tôi nghĩ rằng đang muốn bắt lại, đang muốn dùng hết mọi người Seohu, nhưng Seohu vẫn đang tẩu thoát được bom khói. Cú kéo rất chuẩn xác và chip cho Fox có điểm hồi phục. Nhưng phía bên trong đang phải kẹt, cúp đã lao vào, cú tốc biến xoáy rất tốt. Betty đang phải cố gắng bắn, cúp đang cố gắng dí theo cú R. Sự quyết tinh nó đang hồi lại máu cho ta quá nhiều. Betty ta sử dụng pháo trọng trường và anh ta chữ chân đối phương một cú pháo trọng trường, sau đó chích điểm anh ta, chích điểm đối phương. Đúp một kill dành cho Betty. Betty thật sự rất khác nha, đối phương đúng. Súng quyết tinh với cái ánh trăng dẫn lối vừa rồi nó hồi lại một lượng máu rất lớn, nó khiến cho Betty không hề sợ. Pha lao vào cũng cực kỳ dũng mãnh đến từ cúp rồi. Cúp làm hết cỡ rồi. Làm hết cỡ rồi, với một cái chất tướng như là Wukong thì bạn cũng chỉ gây được từng đó áp lực mà thôi. Nhưng cái vấn đề là xạ thủ bên phía bên kia vẫn còn giữ lại chiêu cuối và nó là súng quyết tinh. Đây, chiêu cuối của Nautilus cũng dồn thẳng mọi người, anh ta ra fan để yêu chiêu cuối của Betty luôn nha. Betty chịu khá là nhiều áp lực ở trong pha thi đấu này. Đó, tốc biến lên thêm một lần nữa, mọi người muốn áp lực anh ta. Quyết tinh. Làm đủ trò để có thể hạ gục anh ta. Akali tốc biến lên để có thể cố gắng giết điểm anh ta. Không được luôn. Cái vấn đề là hết bông khói rồi. Ừ, cái quả đã hết bông khói là bạn hết làm được gì rồi. Đó, tức là ba cú chiêu cuối kết hợp với ba cái tốc biến để cố gắng giết điểm Betty. Rồi đồ của các thành viên VC Gaming không có đồ này giảm hồi máu nữa. Chúng ta nhìn là biết tại vì cúp hồi nãy đường trên rất thọt, anh ta phải tích một lượng tiền rất lớn để ta lên cái rìa tay map, tức là ta không có đủ tiền để ta có thể nhỉnh ra 800 đồng để lên cái gươm đồ tể được. Và đường giữa Fox thì món trang bị đầu tiên ta bắt buộc phải là cái kiếm súng S-Tep, không thể nào là món trang, không thể nào là cái quỷ thư được.
Do đó bạn không có cách nào để giảm cái khả năng hồi phục đến từ Betty với cái súng huyết tinh vừa rồi. Và sau pha giao tranh vừa rồi với một cái double kill về nhà vác ngay thêm một cái món trang bị lớn dành cho Betty cuồng cung. Như nói thì đây sẽ là một cái bước ngoặt sức mạnh thực sự dành cho Aphelios với khả năng bắn đa mục tiêu trong giao tranh. Và nó mạnh hơn nữa khi bạn cầm súng trong trường hoặc là súng hỏa ngục, bạn sẽ gây một lượng sát thương AOE kinh khủng. Mình nhận đúng là khi bạn chơi cho một đội mà cái vai trò xạ thủ được đưa lên cao là bạn đánh nó khác biệt thiệt. Không, cá nhân tôi thấy là Betty cái khả năng của anh ta nó đã ở một cái tầm rất là cao rồi. Betty mà cái thời mà Blast Whoop là đúng là anh ta còn rất là trẻ, anh ta 19 tuổi rồi, tôi đã thấy anh ta cực kỳ tiềm năng. Lúc đó anh ta hay đi bộ né chiêu lắm, anh ta đi bộ né những cái chiêu thức định hướng rất là nguy hiểm của đối phương. Anh ta đánh rất là khác. Mà đến LPL cái bản lĩnh của Betty cũng cảm thấy là nó vẫn giữ nguyên được, anh ta vẫn đang đánh một phong độ rất là tốt, rất là điềm tĩnh và cực kỳ hiệu quả. Anh Di đang tập trung nhiều người của mình ra khu vực giữa, họ đang chia thế 1-3-1 với Syndra đứng trên, Rayton ở đường dưới có dịch chuyển và ba người ở khu vực giữa. Đã hoàn thành xong hai món trang bị rồi, cái vô cực kiếm với lại cái cùng cung. Giờ là thời điểm mà Betty quá khỏe đi. Còn ở thứ ngược lại, Ezreal vẫn chưa xong được cái thực kiếm Mana Moon, mới có được thêm cái găng tay bằng giá và vẫn còn phải đợi đến cái vụ điều tử thần để có thể hoàn thành cái bộ ba trang bị giúp anh ta gây sát thương và sống sót rất mạnh trong giao tranh. Thì đó là một cái khoảng cách còn cái giày anh ta còn chưa nâng cấp nữa. Đó là khoảng cách từ gần 3.000 tiền dành cho Ezreal. Sắp tới anh ta phải farm để có thể bắt kịp được cái lượng trang bị đủ mạnh bên phía bên kia. Nhưng mà khi mà anh ta có được món trang bị thứ ba thì chắc chắn là Phelous của Betty đã có thêm một đồ nữa, thì nó vẫn sẽ không ngừng lại cái nhịp farm của Betty được. Và cái áp lực giữa hai người chơi xạ thủ nó sẽ luôn luôn khác biệt như thế này. Quan trọng là bây giờ sẽ làm gì để bạn có thể đánh được vào Betty cả. Đó là một cái câu chuyện khá là dài dành cho bên phía của VC Gaming. Họ đang sở hữu khá là nhiều vị tướng để có thể đánh được tuyến sau, nhưng nó đòi hỏi là bạn cần phải đủ mạnh và ngưỡng trang bị của bạn nó phải rất là khỏe. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì đội Betty tôi nghĩ đang là người sở hữu nhiều đồ nhất nhì ở trên bản đồ rồi. Khó có người nào có thể đánh bại được anh ta. Thật sự là khó chịu. Nếu như mà có một cái tiền đề rõ ràng hơn nữa dành cho Anzi để họ tự tin đi ăn cái con Baron vừa rồi thì nó chỉ thể là Betty hồi cái tốc biến mà thôi. Nếu như mà Betty có tốc biến ở trong cái tình huống vừa rồi, tôi nghĩ là họ sẽ tiếp tục ăn tiếp á. Họ sẽ tiếp tục muốn ăn tiếp cái con Baron đó và để xem đối phương có dám ở đây giao tranh với mình hay không. Bởi vì tôi nghĩ lúc này họ đủ mạnh để làm được chuyện như vậy. Còn nếu như mà họ muốn thiết lập một cái thế rõ ràng hơn để tấn công Baron thì Rayton nên áp sát vào trụ hai bên phía bên kia hơn và nên có hai thành viên đi theo anh ta vào rừng cắm mắt giùm cho Rayton ở khu bù đỏ bên phía đô hơn, bên phía VC Gaming. Nó sẽ giúp cho Rayton gia tăng thêm áp lực đường dưới dẫn đến cái việc kiểm soát được con rồng. Rồng thứ tư chuẩn bị ra rồi. Rồng này là con rồng nước nữa, nó sẽ giúp khá nhiều dành cho Betty với ngưỡng trang bị mà ta đang có được. Rồng nước là con rồng mạnh nhất luôn á. Rồng nước là con rồng mạnh nhất với khả năng hồi máu, hồi phép phần trăm máu, hồi phần trăm mana. Nó là một trong những con rồng gọi là tuyệt vời luôn. Nói chung rồng thì cũng tùy, ví dụ như tôi thì thích con rồng lửa. Rồng lửa với cái sức sát thương của nó. Nhưng mà với cái đội hình này hiện tại của anh Chi thì con rồng nước là rất thích hợp rồi. Với việc là Betty đây là một trong những người khỏe nhất thì có rồng nước khả năng hồi phục của bạn tốt, bạn rất là dễ dàng pha lo đánh giao tranh lao một cách rất bất chấp. Và S bắt buộc phải sử dụng cái thú từng thạch giáp của mình. Tốc biến đã mất, tốc biến của Nautilus. Quy trùng, án tự cũng trúng trước khi bay tới. S phải trả vô, phải trả một giá khá là đắt. Cúp đang cố gắng xoáy, nhưng ta không thể nào đánh được vào người của Betty. Miên còn đang khá thấp máu nhưng không ai có thể tấn công được hỗ trợ của Angie nữa. Đó là rất là nhiều chiêu thức định hướng chuẩn xác của Angie. Và nó dẫn tới một cái hệ quả là bên phía kia mất hết sạch tốc biến, nằm xuống một người là rừng và để lại linh hồn rồng nước dành cho họ. Trước đó là cái tan kẻ yếu, sau đó kẻ bán tự, sau đó súng trọng trường của Betty cũng đã giữ chân được iBoy và khiến cho iBoy phải sử dụng tốc biến của mình để thoát đi với chiêu dịch chuyển của học. Bây giờ sau khi đối phương đã lui về rồi, ăn xong rồng, bên phía Angie tiếp tục tiến vào hàng Baron, họ muốn ăn sạch tất cả mọi thứ. Ăn nhanh quá, ăn thật sự quá nhanh luôn. Bạn lấy cái gì để bạn cản đội hình này của Angie bây giờ? Zavan mất tốc biến rồi, Ezreal mất tốc biến rồi và cả Wukong cũng mất tốc biến luôn. Họ không thể nào mở một pha giao tranh để nhắm vào Betty vẫn còn tốc biến, vẫn còn hồi máu được. Quá khó khăn dành cho VC Gaming. Một câu chuyện
rất dài đang cần phải được kể bởi các thành viên của VC Gaming với cái đội hình này. Lấy ai ra để có thể che? Đầu tiên là cái câu chuyện trước hết á, là lấy ai ra để che để cho iBoy băng. iBoy đang thấp hơn đối phương 2 cấp độ, thấp hơn xạ thủ bên kia 2 cấp độ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là ngưỡng trang bị hiện tại của iBoy nó vẫn chưa đủ khỏe. Bởi vì ta đã bị thọt hơn đối thủ rất là nhiều. Đối thủ từ nãy giờ về mặt trang chống chịu cũng đã có, lượng máu dày cũng đã có rồi. Cho nên ngưỡng sát thương ở thời điểm hiện tại của iBoy nó chưa đủ đảm bảo là ta có thể dứt điểm một thành viên nào đó của đối thủ tốc độ rất nhanh. Thì lấy ai ra để che đủ đây, rồi sau đó là phải làm sao để bắt được Betty nữa. Và kiểu như là VC Gaming họ tự mâu thuẫn với bản thân mình á. Họ chọn Wukong là lượt đầu không? Là power pick của họ ở bên phía đồ xanh. Nhưng mà con Wukong hãy nhìn lại xem, bên thu farm thua 0-2-1 không có một tác dụng gì quá nhiều trong giao tranh cả. Và họ tự mâu thuẫn ở cái việc là sau khi họ chọn Wukong rồi, nhưng họ lại không dám chọn nốt con Galio để có thể kết hợp tốt với Wukong và cả Zavan nữa. Và nó khiến cho nó không, họ không chấp nhận cái chuyện là họ sẽ thua nửa trên bản đồ. Nó khiến cho bây giờ cái đội hình của họ, cái sự kết hợp với nhau nó rất là kém. Bay vào cắn, ép được cái chim mồi, ép được cả cú chiêu cú xoáy của cúp nữa. Cúp đang xoáy thêm lần nữa nhưng không thể nào hạ gục được CEO Long Bào. Đầu, rất đầu sát thương của ba thành viên của Angie ở trong pha vừa rồi. Và họ đang như rồng như hổ tấn công trụ hai của dưới, hủy diệt cái trụ đó vô cùng nhanh. Con Zaban làm gì? Zaban nhắm vào một con rối tông một khu vực trên. Cân 2 là dễ luôn á. Ui, tốc biến lên. Xiao cho thấy cái độ khét của anh ta. Khi mà anh ta quét ra kiểu không có một nhịp dừng nào cả, nó tốc biến thẳng lên và chơi thẳng iBoy luôn. Tầm này like ghép mất rồi, không thể nào iBoy được. Thôi, hai trụ bảo vệ nhà chính sẽ nổ và Neil cũng đã di chuyển tới với những người đồng đội của mình. Fox có quyết định e ra không? Anh ta quyết định e ra, bị dính quát tan kia, bị dính bùng nổ sức mạnh và bị con Neely dứt điểm ngay lập tức. À không, không bị dính bùng nổ sức mạnh, chỉ bị dính cái quát tan kia thôi. Nhưng như đó là đủ để nằm xuống rồi. Và đó là chiến thắng dành cho Angie. Một chiến thắng nó cực kỳ sạch sẽ luôn. Tức là nguyên một cái ván đó ta thấy không có một cái vết xước nào trong cái lối chơi của họ. Không có một cái sai lầm nào nó quá đáng chú ý ở trong lối chơi của họ từ đầu đến cuối. Nó là một cái sự hài hòa tổng thể của cả năm vị trí. Tôi cảm giác là họ rất là hiểu ý nhau. Và cái thực lực, cái sức mạnh cá nhân của từng người trong năm vị trí đó nó cũng rất đáng gờm nữa. Đúng rồi. Bởi vì chúng ta phải nói là những gì mà các màn thể hiện vừa rồi nó đều, nếu mà nói hoàn hảo thì cũng chưa mất tới mức độ đó. Bởi vì nãy Valius có nằm một tình huống ở khu vực đường dưới, nó cũng nó là tình huống bị hỗ trợ hạ gục. Nhưng khi chúng ta nhìn lại tổng thể thì đây là một chiến thắng rất là thuyết phục về các thành viên của NC. Họ chọn những kèo tướng, đây là một đội hình thật ra mà nói về những tình huống giao tranh tổng á, đây không phải là một đội hình được đánh giá cao về mặt giao tranh tổng hơn so với lại phía của VC của mình. Nhưng ở thời điểm giai đoạn đi đường, họ đã có một cái giai đoạn đi đường mạnh sớm quá so với lại đội hình của bên phía VC Gaming mới có rẻ tông khu vực trên, và đặc biệt là khu vực đường dưới tại Valius có được chiến công đầu. Nó khiến cho cái thế mà bạn đang có thể gọi là chấp nhận được ở khu vực đường dưới bị mất đi, thì đường giữa và đường trên của bạn cũng rất là khó để có thể tạo được tiền đề với việc là chất tướng của bạn đã bị thua hơn so với đối thủ rồi. Trong khi đó thì ý đồ được chọn hình của VC với Zavan với vũ công của họ không gây được bất kỳ một áp lực gì quá nhiều cả. Những cái trạng thái khống chế của họ nó không gây sức ép được dành cho con Aphelous bên phía bên kia. Khi mà Aphelous có rất là nhiều cái bảo hiểm, ta còn hồi máu, ta còn stress với lồng đèn có thể kéo ta một cái vị trí an toàn được. Thì trong ván heo vừa rồi tôi nghĩ là một thất bại lớn dành cho VC ở mặt cấm chọn nữa. Chúng ta cùng chờ đợi ván heo thứ hai để xem VC có thay đổi cách cấm và chọn của mình để có một chiến thắng hay không.